Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải năm ơi. Và tối ngày hôm nay thì Khải sẽ tranh thủ thời gian anh Yên Bình cho anh Yên Bình thơ nè mày. Nói chung là anh Yên Bình thơ cho anh em úp cốc nè mày. Rồi, đã chuẩn bị cho mình đó là mỗi loại gần 1k rồi. Cái này anh đang 70 cái rồi. Cái này mình ép thêm 930 nữa thôi nè mày. Rồi, dừng thứ 70 nè. Này rửa lại đây. Anh em mình thử lần này lời hay lỗ nè mày. Đa số là lỗ sắp mặt nè mày. Nhưng mà cũng phải cố gắng anh phụ anh em trong bàn đó anh em úp cốc. Anh em úp cốc nè mày. Ok, trước khi anh thì Khải chúng ta sẽ về phường tường lên một khu khá đẹp. Đó là Khải hay đứng đó là Hoa Sơn cảnh kỹ trường nè mày. Đó, rồi, dứt. Cái này anh đang thiên trưởng. Thiên trưởng trước khi anh thì Khải chúng ta cũng xem xét đồ của anh thôi nha. Trưởng là một con khăn lôi 29, một cây khí khăn lôi 19, một dây chuyền chón, một áo hoài 30, một đai kim, nhẫn kim, đây khăn lôi, nhẫn khăn lôi, khăn lôi. Ôi, tính ra có 30, có 40, có 30 chón à. Mà anh quýnh tống kim cũng nhiều khi anh lên top luôn nè. Thiên thấy được ok à. Nhiều khi anh đánh tống kim cũng lên top luôn á. Rồi ok. Anh tăng 85 sức mạnh là mới ghê chứ. Anh thấy hơi bị lỗi mà không sao đâu, anh đỡ mặc đồ. Rồi ok, chúng ta sẽ anh Yên Bình nha nè mày. Ui, đó, đứng như thế này, ngồi anh thử được ra gì nha. Một viên thủy tinh, hai bó hoa. Gì đây, chính là hãng úp cấp này. Một quá tửu. Thiết là hãng, một thiên tinh. Một bình thiên thổ lỗ. Miết lợi lỗ đây, bảy kim miết lợi lỗ đây. Hai bình thiên thổ lỗ. Một mặt nạ, mang luôn. Ồ, anh có mặt nạ rồi, anh có mặt nạ rồi. Một nhẫn kỹ năng, một nhẫn tiềm năng. Ok, một hóng binh thạch 300 xu. Một nhẫn này 200 xu. Được. Thiên thiên tinh này 250. Này mấy chục xu nè mày. Anh em đang theo dõi anh Yên Bình này của Khải cho một like chia sẻ ủng hộ cho nè mày. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Này chắc anh lên khoảng tầm gần 97 hơn gì đó nè mày. Thiên sơn, cắn bên thiên sơn luôn. Cắn trong bên thiên sơn luôn, cho ra may mắn. Đại lực cho ba. Tinh hồng bảo thạch 300 xu. Phú Dương Tiểu. Còn gì nữa không? Ôi, gần 500 cái rồi mà. Cá nhân bằng hội. Ôi, ông cấp 94. Tiếp tục, 500 cái cuối cùng. Ôi, cảm giác ít đồ vậy. Lỗ rồi, toàn nè. Này thấy không có gì hết đâu mày. Toàn toàn, một gì thì tin. Một gì bình quá tiểu. Thí dân mang nồi cơm điện xấu quá hả? Bình Phú Dương Đại. Bình Phú Dương Đại, bình Trung Tiểu nè mày. Ba bình Phú Dương nè. Hai dân thiện tinh, một dân tinh hồng, một nhẫn. Ô, hơi đuối nha. Được nè. Một viên thủy tinh. Ôi, ba viên thủy tinh rồi. Một viên thủ lộ. Còn 300 cá nữa nè mày. Ngửa gạt đứa gì vậy? Trời ơi, toàn vé số không vậy? Cấp 95. Vé số bước hết rồi đã làm gì? Mình không có đam mê vé số nè mày. Viên thủ lộ, Phúc Duyên, Quốc Tủ Đại. Vé số nữa. Ra nào có giá trị coi anh em. Kỹ năng tiềm năng đồ đâu rồi? Mặt nạ, quá trời mặt nạ. Chúc chú Khải ra, chân, ra đi chân lạnh tót. Vải bình ngáo. Phúc Duyên, ok một bộ nhẫn rồi. Ok. Tiếp tục, tiếp tục. Còn 126 cá rồi em ơi. Đâu, thì tinh tinh hồng đâu rồi. Ít vậy. Em gần cả ngàn cái mà cái gì có mấy cục tinh thì tinh rồi. Trời, ra đi lạnh tót rồi em ơi. Tiền thổ lộ.
Tiền thua lỗ, ui sao, tiền thua lỗ đầy nhóc luôn. Tiền thua lỗ, trời ơi, quay số chơi nhiều dữ vậy. Ông cấp 96 nè. Trời chà, không đổ, ui sao. Rồi, Don này. Khải tính thử lời hay lỗ nè nè mày. Biết lời lỗ là thấy căng thẳng quá. Rồi. Biết lời lỗ nè, giao dịch thử được gì vậy cho anh em xem nha. Tính thử coi. Còn một cái cuối cùng thôi. Đầu tiên chúng ta coi bao nhiêu tụi mình tiền, bao nhiêu bình tiền thấu lỗ. Tiền thấu lỗ này thì khoảng 20 xu một bình nha nè. Rồi. Mình bỏ ra khoảng 3.5 kim. Nói chung là even là 7 kim nhưng mà anh thơ 3.5 kim nha mày. Nên là coi mấy bình. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 bình tiền thấu lỗ là nhân 20 đi. Là 14 x 20 280. Ơ, đúng rồi, 14 28 nè. Rồi 28 nè, mấy bình Phúc Duyên nè, mấy bình quá tử nè. 1 28 6 bình. Này thì cứ ăn trăm số một bình cộng 600 là 808. Ba viên thủy tinh thì cho trung bình 250 đi. Cộng 750 ba viên nè. Một gà sấu, một bộ nhẫn được 6 xu nè. Rồi lời lỗ lại. Thu là được 3.5 kim rồi, ok nè, 6 xu nè, 2k3 nè. 2k2 nè. Một viên này đâu làm giá tấu không giá trị gì. Rồi một viên tinh hồng này. Viên tinh hồng 300 xu. 2.5. Một hóa minh thạch 200 xu. 2.7. Rồi còn 800 xu nữa, cố gắng gỡ rồi, 800 xu. Rồi bên đây không có gì hết. 800 xu. Nói chung là con này biết lời lỗ rồi. 800 xu. Rồi, 8 xu nha em ơi. Này đợi cho xe đại lực lỗ 3. Không đủ. Tám xu nè. Là thu được 2.700 rồi, còn thiếu 800 nữa nè. Coi thử phụ mở cái cuối thu được bộ mặt nạ này nọ nữa nè. Khui nè. Ok, có ngựa nè, chiến mã nè, 250 xu nè. Chiến mã nè, cộng 250 xu nè. 2.900 nè. Khui túi quá, một chiếu già ok luôn. Chiếu già được 200 xu nữa nè. Tầm này thời hạn xe ngựa, thời gian nó chỉ còn với 200-300 xu nữa mà. Tại vì tầm này anh em lấy cốt nhiều quá, ngựa nó giảm giá. Rồi, bộ trang sức này cho chỗ đang luôn, hợp lý luôn. Được, Khải đưa bộ trang sức cũ qua cho anh. Khá tất cả này, 22 tháng 3, rồi cho bộ trang sức luôn nè mày. Cho bộ trang sức luôn. Phải cho lánh con lôn, đây đây. Cho bộ trang sức luôn. 27 đúng không? Rồi. 4 tháng 4. Ok. Được, Khải cho một bộ trang sức qua nha. Được vài ngày không đủ bộ nữa chứ. Ok. Rồi, bộ trang sức 500 xu nè. Rồi, tương đương thu được khoảng 3.7. Nói chung là con này không lỗ nhiều nữa mày. Con này lỗ khoảng con này lời khoảng 200 xu. Có lời là được rồi. Lời 200 xu. Lời 200 xu. Ok, có bạn hỏi nộp này. Cho anh hai phong độ đến đây phong độ này. Rồi, 29. Rồi. Nè. Hãy lấy con đem đọc vứt qua cho anh cái kháng tất cả nè. Còn Thứ Yên xài kháng tất cả nè mày. Không xài cái sinh lực làm gì. Bên này Khải dư sinh lực. Cho anh cái kháng tất cả đi. Kháng cảnh 5. Kháng cảnh 5 nè. Kháng cảnh 5 nè. Cho bộ chân sức nè. Rồi, ok. Bộ sức cũng được hơn 10 ngày nè mày. Hơn tuần 10 ngày. Ố, sao cái này nó bị kẹt nữa. Đây, kháng cả này. Kháng cả này. Rồi, được bộ trang sức nữa nè. Gọt hết. Mấy cái mặt nạ hơi hạn hiếp luôn nè. Ố, quên giao dẫn ngựa rồi. Chung là ạc này anh hò nè mày. Được ít đồ, nói chung là hò. Không lỗ, ok. Kháng tất cả này. Sinh lực này. Rồi. Đi nộp top 3 rồi. 96 và 97. Lần lượt 5 cấp. Ồ, anh mới nộp có 10 à. Đợi 290 nữa nè. Ngày nộp 300 cái nè. Chịu khó anh em Vinh cho nên trong bang up đó có thiệp nộp.
Rồi. À, 59k. Ok. Rồi xong nha em ơi. Trong hoạt này là anh thơ này nọ đầy đủ thì cũng không lỗ nhiều em ơi. Thu được 3 kim hơn là không lỗ em ơi. Tương đối đủ nha. Rồi, ai của anh thì tí nữa vô tăng sập tăng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với mặt tiếp theo em ơi. Khải sẽ anh tiếp tục trai miền Tây cho thằng em nha em ơi. Cho trai thằng em cho thằng em nha. Tiếp tục anh Vân em ơi. Chung là không lỗ em ơi. Cho anh em úp cấp ok rồi. Tưởng lỗ là sắp mặt luôn em ơi. Hôm trước anh nào cũng lỗ 3-4 kim. Này không lỗ ok rồi. Rồi. Cho con ngựa này gì cho anh chính hả? 26 một con. Năm đồng chưa có ngựa nè. Ở năm đồng có ngựa rồi. Nghe mi đâu? Nghe mi ngày 7 ok. Con rương ở tỉnh sau. Tới đây cho con lấy thêm kim mà. Cam nhân nè. Ít cam nhân nói chung là ok rồi. 30 hết kim luôn. 3,5 đây anh em ơi, anh bên này thì chung là thu là được khoảng gần 3,5 kim hơn thì nói chung là không lỗ nè. Anh thôi không lỗ, hơn là không lỗ á. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục ạc tiếp theo anh em ơi. Khải gom mấy cái thủy tinh này nọ thì Khải sẽ đưa vào chuẩn bị sắp tới mà có ép đồ tím nè. Thì Khải cũng có trung bình được ít đồ là được ép anh em ơi. Rồi